皆さんこんにちは。こんにちは。現在日本にいるベトナム人の皆さん、部屋を探すとき困ったことはありませんか？かなり大変だったでしょう。今回のビデオを通じて、不動産についての言葉を皆さんぜひ身につけてほしいですので、今日は、日本で部屋の探し方について話したいと思います。これから、日本に6年間に住んでいたゾン先生にいろんな質問について聞きたいと思います。ゾン先生、今日よろしくお願いします。いいですよ。はい、皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゾン先生、はい、日本にいた時何回引っ越しましたか？引っ越しですか？はい、全部で6回です。わー、6回、うん、最初の半年で、ミャンマー人の3人と毎晩一緒に寝ました、うん、そうですか。はい、その後中国人の男と1年間で、うん、タイ人の男と3ヶ月で、はい、その後日本人、8人の男と毎晩一緒に寝ました。いやー、最後は、ベトナム人の男3人と一緒に寝ましたよ。本当に辛かったです。男ばっかりさ。それはいけませんね。でも仕方がないんですね、うん、私は女の子が好きなのに6回引っ越しましたよね、うん、それで部屋を探す経験がたくさんあるでしょう。で、今日はご覧になっている皆さんに共有していただけないでしょうか？それは当たり前でしょう、先生。はい、さて皆さん、部屋を探すとき捨ておくべき3つのポイントをご紹介します。はい、まず最初1つ目、家賃です。家賃ですね。東京の場合は家賃がかなり高いです。4万ぐらいから8万ぐらいまでです。特に山手線の方ですね先生。はい、うん、でも山手線から離れたところ、または駅から離れたところ20分ぐらいかな、家だと家賃が安くなります。だから安い家を探すためには皆さん頑張ってください。私も手伝いますよ。はい、さて2つ目は部屋を探す方法です。方法ですね。例えば皆さんはまだ日本に行かない、ね、ベトナムで部屋を探したい場合はやっぱり友達、知り合いを聞いたりしますね。で、もし皆さんは日本に来て部屋を探したい場合は仲介不動産とか通ってる学校に聞いたりした方がいいと思います。ああ、そうですか。やっぱり日本に来てからね。そうですね、通ってる学校とか仲介不動産とか聞いた方がいいですね。うん、3つ目は契約するときです。ああ、契約ですね。そうですね。まず洗濯機、冷蔵庫がない家がたくさんあります、はい、それが自分で買う必要がありますね、うん、でも最近そういうものを設定している家がたくさんあります、うん、だから心配しなくてもいいと思います、はい、で次、契約するとき礼金、敷金、いろいろお金を払わなければならないので普通の家賃の4倍のお金を準備した方がいいと思います。そうです、4倍ですね、うん、最後、契約するとき緊急な連絡先が必要ですね。日本人は一番いいんですが、もしいなかったら、はい、自分の友達の情報を聞いておきましょう。あ、自分の友達ですね、はいはい、ゾン先生、うん、日本にはいい不動産屋をご存知ですか？引っ越しした時いろいろな不動産屋へ情報を聞きに行きました、うん、でもやっぱり、レオパレスが一番いいと思います、レオパレス、そうです、はい、それは何でですか？留学生にとってメリットがたくさんあります。例えばね、うん、道具がついている、道具もついてますかね、はい、例えば冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、またエアコンでもついてありますね、それはいいですね、それは普通はないんです、うん、
ワンルームでも2人入居可能ですよ先生。2人ですか、うん、そうです。ワンルームで日本では普通ワンルームは1人しか入れないんですよ。だからそれらは、レオパレスのメリットだと思います。それはいいですね。最後に不動産屋に関するちょっと難しい言葉の紹介を大先生にお願いしてもよろしいですか？うん、大丈夫ですよ、ね、じゃあよろしい。あ、ベトナム語で大丈夫ですよ、難しいだから。はい、はい、じゃあ私はベトナム語で説明していきます。首先、mình sẽ giải thích về cái một cái từ chúng ta gặp là shikikin. Thì shikikin này dịch ra tiếng Việt sẽ là tiền đặt cọc. Cái tiền đặt cọc này thì chúng ta sẽ nộp cho chủ nhà trước khi vào nhà. Và bởi vì là trong quá trình mà mình ở ấy thì phòng nó sẽ có thể hỏng hóc một vài thứ như là hỏng điều hòa này, tủ chiếu này, hay là nhà vệ sinh có vấn đề gì, thì khi đó chủ nhà sẽ dùng cái tiền mà đặt cọc đó để sửa, và cái số tiền này sẽ bị trừ đi khi mà chúng ta trả lại phòng. Ok, hai mình muốn giới thiệu với các bạn là từ Reikin. Reikin, chắc các bạn nghe đến Reikin nhiều rồi đúng không? Thì cái tiền này là được gọi là tiền lễ để chúng ta tặng cho chủ nhà khi vào nhà. Thì gần đây thì ở Nhật Bản thì những cái tiền như là Shikikin mình vừa nói về trên và Reikin nó không cần dùng đến nhiều nữa, nhưng mà thay vào đó thì bù lại cái khoản tiền mà chúng ta phải đóng vào tiền nhà hàng tháng, nhà chi đấy, nó sẽ đắt hơn một chút. Và từ thứ ba mình muốn giới thiệu là từ Chiu Kai Te Studio. Thì từ này mình dịch ra tiếng Việt là tiền môi giới, là cái khoản tiền mà mình sẽ phải trả cho công ty môi giới khi mà họ giới thiệu những cái nhà đó cho mình đúng không? Và gần đây thì cái số tiền này nó cũng khá đắt, tương đương với khoảng 1 tháng tiền nhà. Đắt ví dụ như là tiền thuê nhà của bạn 5 man đúng không? Thì bạn sẽ phải trả thêm 5 man. Ồ, đắt đúng không? Thật cay đấy nè. Từ tư mình muốn giải thích về nghĩa đó là từ Zen Yachin. Thì cái này mình sẽ dịch ra là trả tiền nhà trước. Thì nguyên tắc ở đâu cũng thế, ngay cả Việt Nam hay Nhật Bản bây giờ cũng thế thôi ạ. Nguyên tắc là phải trả tiền vào đầu tháng, đúng không? Thì theo hợp đồng thì khi mà vào nhà mình sẽ trả luôn tiền cho họ. Như vậy. Đó, đúng không? Zen Yachin desu ne, minasan ne, oboete kudasai ne. Hai. Từ tiếp theo là từ Kagi Kokan Hiyo. Kagi Kokan Hiyo desu ne. Kagi Kokan Hiyo ne. Thì cái tiền này mình biết. Có một ngày trước mình đi chuyển nhà đấy á. Nếu mà nhà mình cảm thấy nó an toàn thì mình không cần trả tiền, đổi tiền khóa cũng không sao cả. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy nó gì nhỉ, nguy hiểm đúng không? Để phòng tránh phiền toái sau này thì chúng ta nên đổi chìa khóa. Nếu mà nơi có nhiều người ngoại quốc sống chẳng hạn. Ok. Thì nên đổi. Nói chung là cái tiền này thì là tùy mình, muốn đổi hay không thì mới mất tiền đúng không? Chứ không có là bắt buộc gì cả. Còn một từ cuối cùng nữa mình muốn nói với các bạn, đó là từ bực kên. Thì hoàn toàn không liên quan gì đến các số tiền gì cả, mà bực kên này thì đơn giản có nghĩa là nhà. Đây là một từ rất là gọi là từ chuyên dụng trong đối với ngành bất động sản. Ok, ok. Các bạn nhớ nhé, bực kên. Bực kên. Hai, minasan, y bực kên o sagashi ni ikimashou. Kyou iroiro na advice o soukashite kurete arigatou gozaimashita. Iya, minasan ganbatte kudasai. Mata ne. Ja, mata kondo. Bye bye. Bye bye.